Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho anh về đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho anh một sản phẩm, đó là máy nhận diện L9 anh em nhá. Với cái máy nhận diện L9 này, anh em muốn vào sòng vào sới, ngày xưa anh em bắt buộc phải luôn những cái bộ quân vị vào hay là cái bát hình, cái đĩa hình vào. Nhưng bây giờ công nghệ 4.0 rồi, nhà tôi đã những cái ưu điểm và nhược điểm, nhà tôi đã thiết kế ra cái máy nhận diện quân vị L9 này. Lấy mấy cái máy này, anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân vị nha anh em nha. Bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Bây giờ tôi vào thực tế luôn, tôi sử dụng luôn cái máy này xem có hiệu quả không anh em nha. Như anh em cô ta cùng tôi xem hết cái video này để cảm nhận nó anh em nha. Đầu tiên tôi sẽ test bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nha. Bây giờ anh em có thể luồn cái bộ quân vị vào những cái sòng cái sới lớn á, hoặc là cái bát hình, cái đĩa hình nó rất khó anh em nha. Nhà mình đã cải tiến hơn, anh em mới đi chơi anh em chỉ cần mang cho cái máy này thôi, nhận diện là tất cả mọi quân thăng long hay villa, quân bài, quân tú đều hết. Dung nhá anh em, nhìn nhá, dung là dung trực tiếp lên cái máy này, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả anh em nhá. Máy thì dùng hoàn toàn bằng sạc điện rồi, sạc điện này anh em chơi ít nhất 5 bữa rửa tháng ngồi hết pin anh em nhá. Cứ khoảng cách từ mét rơi hết về nó sẽ nhận diện tất cả mọi quân, bởi vì nhà mình đã thiết kế 6 camera soi tứ phía anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ biết địa phương anh em chơi con gì thôi, anh em nhận diện trước ở nhà đi rồi vào sòng và sới nó sẽ tự cảm nhận được. Lẻ nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái, sấp hai chênh lịch hai màu nó sẽ dùng hai cái, và tương tự không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều, tôi vào thực tế luôn anh em nhá. Bây giờ bộ bài xanh chín này, ở địa phương tôi chơi chơi là chơi con bài, còn ở địa phương anh em chơi con gì được anh em nhá. Thăng long villa nó bán được hết. Đây ví dụ là cái màu của sới đi, là con bài, anh em mua một cái bài giống hệt màu sới đi anh em nhá. Tôi bật công tắc lên này, bật công tắc lên nó sẽ khởi động camera anh em nhá. Anh em sẽ nhận diện trước đi, nhận diện trước ở nhà đi 5-10 giây rồi anh em bỏ cái lá bài này ở nhà, còn đâu anh em chỉ cần cầm cái máy đến cuộc chơi là anh em chiến thắng anh em nhá. Bởi tôi cắt lá bài sới luôn anh em nhá. Những quân tăng năng hay quân bài nó cũng như thế anh em nhá, độ chuẩn xác nó lên tới 100% luôn, tôi khẳng định luôn. Anh em nào có nhu cầu ạ, đến hàng cửa hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Bây cái lá bài ở nhà mình đi bỏ đi anh em nha. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào đèn và cái độ rung của nó như thế nào anh em nha. Tứ ạ, không có màu nào nó sẽ không thu được màu nào, nó sẽ không rung. Ba đen hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ rung một cái này, và nó nháy đèn một cái. Sau hai hai màu thiếu hai màu nó sẽ rung hai cái. Ba đen hay ba trắng nó đều rung một cái. Tứ không mà dùng nó thiếu, không thiếu màu nào anh em nha. Bây giờ tôi vào thực tế tôi sóc thử cho anh em nha, anh em nha. Cứ khoảng cách từ biết rơi hết về nó sẽ thu được tất cả mọi quân, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi quân gì, anh em hãy nhận trước ở nhà đi, cứ đặt xuống 2-3 giây nó sẽ thu được anh em nha. Nó không thu được màu nào, nó sẽ không dùng anh em nha. Đánh 200 triệu Senko tứ không biết tứ đen hay tứ trắng, mở này tứ trắng anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉnh anh em nha. Tiếp này anh em đi nhá, quân nặng được chỉ cần biết anh em nhận diện trước ở nhà đi. Dù một cái tất nhiên là lẻ rồi, đánh 200 triệu là lẻ, mở này không biết ba đèn hay ba trắng này, những em cô ta cùng tôi đánh sập luôn bảo vệ, mở này ba đèn anh em này, qua 2-3 tiếng bạc ạ, tôi để ở ngoài để cho anh em nhìn được cái rung và cái đèn nó như nào. Bây giờ tôi đúc vào người tôi đánh thử luôn anh em nhá, cứ khoảng cách từ 2.5 mét ai làm cái ai sóc hãy được hết anh em nhá. Tiếp này anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Máy này báo không dung, tất nhiên nó là tứ tử rồi, không biết tứ tử đen tứ trắng, mở này vẫn là tứ tử trắng này anh em này, đổ đạc rất chuẩn chỉnh anh em nhá. Người có thể sai chứ tôi khẳng định luôn, máy móc không bao giờ sai được anh em nhá. Những anh em thua tha cùng tôi đến cửa hàng tôi thử hàng trực tiếp tôi dễ anh em nhá. Máy này không dung nữa, tất nhiên nó lại là tứ tử, đánh xong luôn cả bảng vị anh em nhá. Mở này tứ tử trắng lên tứ tử đen này anh em này, đổ đạc rất chuẩn chỉnh anh em nhá. Kỷ niệm cho anh 2-3 tiếng bạc nữa này, tôi khẳng định luôn cái máy này chỉ có nhà tôi có độc quyền anh em nha. Máy báo không hai cái rồi, tất nhiên sắp đôi rồi, đánh 5-5 triệu và sắp đôi, mở này không bảo có chuyện xài anh em nha. Kỷ niệm cho em 1 tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình anh em nha. Máy vẫn báo không hai, tất nhiên sắp hai rồi, đánh 5-5 triệu và sắp hai, mở này không bảo có chuyện xài anh em nha. Anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện L9 này như nào rồi, anh em đi nhá, anh em đi chơi ạ, chỉ cần mang tôi cái máy nhận diện L9 này thôi, còn bát đĩa của quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Bởi vì nhà mình đã thiết kế 6 camera rồi, anh em chỉ cần biết
địa phương anh em chưa còn gì, anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em nhá. Lẻ dùng một cái, sấp hai dùng hai, tứ tử dùng. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống thoại trên màn hình. Nhà mình có hai sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em nào gần đâu mang bát đĩa quân vị của anh em đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá. Cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi vịt. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha. Anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em mới có thể bịp được người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bị người ta anh em nhá. Anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng nào ngoài villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều ghét. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thằng long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này ạ dùng hoàn toàn bằng sạc điện, sạc điện thì anh em biết rồi, chơi ít nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin, anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xanh chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện, bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng nào hay villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm trục chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nhá. Anh em mua hàng anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là xanh chín anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào. Còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mé nó không dùng. Nó ba đen hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái. Ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng tôi sóc thử cho anh em nhá. Tứ trả xong rồi. Nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp hai rồi, đánh cả 1 tỷ và sấp hai mở đây, không bàn được chuyện sai. Trong quân hay trong vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này, nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở này, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đi mà thôi, mở này không bàn sai. Ba đèn này anh em này, qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát rung để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người rung chỉ mình mới biết được, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu quân vị anh em nhá. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chỉ ra đi mà thôi, mở này không mà sai. Ba trắng anh em này, tiếp này. Anh em nhìn nha, quân nào cũng được, bát đĩa nào cũng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn xanh chín rồi. Máy không rung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi. Đánh 200 triệu vào Senko cho tôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha. Mở này, không mở sai, tứ tử đen này anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tôi khẳng định luôn, cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nha. Chỉ nhà tôi có rồi anh em nha.
máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này không bạ sai bạ trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em 1 tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em 1 tiếng bạc nữa này, máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá. Anh em đi chơi ạ, chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chí rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em dùng và anh em cảm nhận thế nào. Sấp 2 nó thiếu hai mặt, nó sẽ dùng hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không dùng anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, alo trực tiếp cho mình trên số lạ trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi dàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra một video mới để giới thiệu cho anh về đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho anh một sản phẩm, đó là máy nhận diện L9 anh em nhá. Với cái máy nhận diện L9 này, anh em muốn vào sòng vào sới, ngày xưa anh em bắt buộc phải luồn những bộ quân vị vào hay là cái bát hình, cái đĩa hình vào. Nhưng bây giờ công nghệ 4.0 rồi, nhà tôi đã những cái ưu điểm và nhược điểm, nhà tôi đã thiết kế ra cái máy nhận diện quân vị L9 này. Mấy cái quân lấy mấy cái máy này, anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân vị nha anh em nhá. Bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Bây giờ tôi vào thực tế luôn, tôi sử dụng luôn cái máy này xem có hiệu quả không anh em nha. Như anh em cô ta cùng tôi xem hết cái video này để cảm nhận nó anh em nha. Đầu tiên tôi sẽ test bát đĩa, bát đĩa hoàn toàn là xanh chín rồi anh em nha. Bây giờ anh em có thể luồn cái bộ quân vị vào những cái sòng cái sới lớn á, hoặc là cái bát hình cái đĩa hình nó rất khó anh em nha. Nhà mình đã cải tiến hơn, anh em mới đi chơi anh em chỉ cần mang cho cái máy này thôi, nhận diện là tất cả một quân thăng long hay villa, quân bài, quân tú đều hết. Dung nhá anh em nhìn nhá, dung là dung trực tiếp lên cái máy này, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả anh em nhá. Máy thì dùng hoàn toàn bằng sạc điện rồi, sạc điện này anh em chơi ít nhất 5 bữa rửa tháng ngồi hết pin anh em nhá. Cứ khoảng cách từ mét rơi hết về nó sẽ nhận diện tất cả một quân, bởi vì nhà mình đã thiết kế 6 camera soi tứ phía anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần biết địa phương anh em chơi con gì thôi, anh em nhận diện trước ở nhà đi rồi vào sòng và sới nó sẽ tự cảm nhận được lẻ nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái, sấp hai chênh lịch hai màu nó sẽ dùng hai cái, và tương tự không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều, tôi vào thực tế luôn anh em nhá. Bây giờ bộ bài xanh chín này, ở địa phương tôi chơi chơi lực chơi con bài, còn ở địa phương anh em chơi con gì được anh em nhá, thăng long villa nó đón được hết. Đây ví dụ là cái màu của sới đi, là con bài, anh em mua một cái bài giống hệ màu sới đi anh em nhá. Tôi bật công tắc lên này, bật công tắc lên nó sẽ khởi động camera anh em nhá. Anh em sẽ nhận diện trước đi, nhận diện trước ở nhà đi 5-10 giây rồi anh em bỏ cái lá bài này ở nhà, còn đâu anh em chỉ cần cầm cái máy đến cuộc chơi là anh em chiến thắng anh em nhá. Bởi tôi cắt lá bài sới luôn anh em nhá. Ví dụ quân tăng năm hay quân bài nó cũng như thế anh em nhá, độ chuẩn xác nó lên tới 100% luôn, tôi khẳng định luôn. Anh em nào có nhu cầu ạ, đến hàng cửa hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Bây cái lá bài ở nhà mình đi bỏ đi anh em nha. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào đèn và cái độ rung của nó như thế nào anh em nha. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không thu được màu nào, nó sẽ không rung. Ba đen hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ rung một cái này và nó nháy đèn một cái. Sấp hai hai màu thiếu hai màu nó sẽ rung hai cái. Ba đen hay ba trắng nó đều rung một cái. Tứ tử không mà dùng nó thiếu, không thiếu màu nào anh em nha. Bây giờ tôi vào thực tế tôi sóc thử cho anh em nha, anh em nha. Cứ khoảng cách từ biết rơi hết về nó sẽ thu được tất cả một quân. Anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi quân gì, anh em hãy nhận trước ở nhà đi. Cứ đặt xuống 2-3 giây nó sẽ thu được anh em nha. Nó không thu được màu nào, nó sẽ không dùng anh em nha. Đánh 200 triệu Senko tứ tử, không biết tứ tử đen hay tứ tử trắng. Mở này, tứ tử trắng anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉnh anh em nha. Tiếp này anh em đi nhá, quân nặng được chỉ cần biết anh em nhận diện trước ở nhà đi. Dù một cái tất nhiên là lẻ rồi, đánh 200 triệu là lẻ. Mở này không biết ba đèn lên ba trắng này, những em cô ta cùng tôi đánh sập luôn bảo vệ. Mở này ba đèn anh em này, qua 2-3 tiếng bạc ạ, tôi để ở ngoài
để cho anh em nhìn được cái dung và cái đèn nó như nào. Bây giờ tôi đúc vào người anh thử luôn đi anh em nha. Cứ khoảng cách từ 2 mét rưỡi, ai làm cái ai sóc hãy được hết anh em nha. Tiếp này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình anh em nha. Máy này báo không dung, tất nhiên nó là thứ tử rồi, không biết thứ tử đen thứ trắng. Mở này vẫn là thứ tử trắng này anh em này, đổ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Người có thể sai chứ tôi khẳng định luôn, máy móc không bao giờ có thể sai được anh em nha. Những anh em cô ta cùng tôi đến cửa hàng tôi thử hàng trực tiếp cho dễ anh em nha. Máy này không dung nữa, tất nhiên nó lại là thứ tử, đánh xong luôn quả bảo vệ anh em nha. Mở này thứ tử trắng lên thứ tử đen này anh em này, đổ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Kỷ niệm cho anh 2-3 tiếng bạc nữa này, tôi khẳng định luôn cái máy này chỉ có nhà tôi có độc quyền anh em nha. Máy báo không hai cái rồi, tất nhiên sắp đôi rồi, đánh 5 triệu và sắp đôi. Mở này không bảo có chuyện xài anh em nha. Kỷ niệm cho em 1 tiếng bạc nữa này, anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình số điện thoại trên màn hình anh em nha. Máy vẫn báo không hai, tất nhiên sắp hai rồi, đánh 5 triệu và sắp hai. Mở này không bảo có chuyện xài anh em nha. Anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện L9 này như nào rồi? Anh em lưu nhá, anh em đi chơi ạ, chỉ cần mang tôi cái máy nhận diện L9 này thôi. Còn bát đĩa của quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Bởi vì nhà mình đã thiết kế 6 camera rồi, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi con gì, anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em nha. Lẻ dùng một cái, sấp hai dùng hai, tứ tử dùng. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình xuống thoại trên màn hình. Nhà mình có 2 sở, bến xe Mỹ Đình, bến xe Gia Bát. Anh em nào gần đâu mang bát đĩa quân vị của anh em đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá. Cảm ơn xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Nhưng anh em đang thua tha xa bờ, muốn vào bờ an toàn hoặc muốn lấy lại gì đã mất, hãy cùng tôi trải nghiệm video này xem có lấy lại gì đã mất không anh em nhá. Ngày xưa anh em biết rồi, anh em muốn bịp người ta vào những cái sòng cái sới, anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ vị không tang vào hay là cái đĩa hình, cái bát hình vào. Nhưng bây giờ người khôn của khó rồi, luôn những cái bộ vị không tang vào hay là bát hình, cái đĩa hình nó rất khó anh em nha. Những cái ưu điểm và nhược điểm anh em lưu ý này, nhà tôi đã thiết kế ra cái máy nhận diện laser này. Với cái máy nhận diện laser này, anh em đi cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nha, bát đĩa quần vị hoàn toàn là xanh chín anh em nha. Anh em lưu ý này, anh em chỉ cần biết địa phương anh em chơi quân gì thôi, Thăng Long hay Villa, quân đóm, quân bài, quân tú đều hết, nó sẽ nhận diện được màu của các loại quân anh em nha. Anh em biết là sòng sới anh em chơi quân gì thì anh em nhận diện trước ở nhà đi. Anh em mua quân là quân ở ngoài tà hàng tạp hóa nhá, cứ giống hệt quân sới là anh em chiến thắng anh em nha. Anh em hiểu này, cái máy nhận diện laser này dùng hoàn toàn pin tiểu, anh em biết pin tiểu rồi, chơi nhất 1 đến 2 ngày hết pin anh em nha. Dùng là dùng trực tiếp lên cái máy này, không phải qua bất cứ bộ phận nào cả. Lẻ nó sẽ tự khắc dùng cái, sấp hai nó dùng hai cái và tứ tử nó không dùng anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào test thử luôn cho em vài 3 tiếng bạc. Đầu tiên tôi sẽ kiểm chứng cho anh em bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Anh em mang bát đĩa quân vị đến cửa hàng tôi thử hàng trực tiếp. Nhà mình ở bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bát anh em nhá. Ở Sài Gòn ra bến xe miền Đông. Ví dụ ở địa phương tôi thường thường chơi quân tú anh em nhá. Tôi sẽ lấy một lá bất kỳ anh em nhá. Ví dụ sới đang chơi quân tú đi anh em nhá. Đây, sới chơi quân tú của tú đi anh em nhá. Bây giờ tôi sẽ bật lên máy lên á và khởi động á. Đây cái laser của nó, anh em đi chơi anh em ở nhà anh em bật trước đi. Tôi sẽ mua một lá, một cỡ bài giống hệt ở ngoài ngoài hàng tạp hóa giống hệt sới anh em nha. Tôi chuyện bất cứ đúng cái màu giống của nó nha anh em nha. Anh em đặt lên máy khoảng 5 đến 10 giây nó sẽ nhận diện được cái màu của quân anh em nha. Cứ khoảng cách 2 mét rưỡi hết về nó sẽ rung anh em nha. Lẻ rung và sấp hai rung hai cái tư tưởng rung. Quân bài hay quân tú, quân thăng năm hay quân đóm đều hết anh em nha. Đây, 5-10 giây nó đã nhận diện được hết rồi. Anh em nhận diện ở nhà đi. Và anh em tắt cái đèn laser để đi anh em nhá. Zoom là zoom trực tiếp với nó. Tôi quay video ạ, tôi sẽ để ra cái bát để cho anh em nghe và cảm nhận của tôi. Còn đầu tiên tôi đúc vào người, chỉ có mình tôi biết anh em nhá. Bây tôi cắt lá bài của sới này anh em này. Ví dụ anh em chơi con thăng long thì anh em nhận diện trước ở nhà đi. Hay chơi villa hay chơi con đóm thì anh em nhận diện trước ở nhà đi anh em nhá. Cứ đến bật cái máy lên là anh em có thể chơi anh em nhá. Tứ tử không có màu nào thì nó sẽ không rung anh em nhá. Lẻ ba tiên hay ba trắng nó thiếu một màu nó sẽ rung một cái. Sấp hai sự chênh nghịch nó sẽ rung hai cái anh em nhá. Ba đen hay ba trắng nó đều rung một cái anh em nhá. Tứ tử không màu nào nó sẽ không bao giờ rung anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho em vài 3 tiếng bạc anh em nhá để cảm nhận được anh em nhá.
anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể, số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ mở này, không mà sai, ba trắng anh em này. Anh em lưu nhá, quân nặng được, bát đĩa nặng được, quân vị hoàn toàn là xanh chín, bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Cứ khoảng cách 2 mét rưỡi hết về được, ai làm cái ai sóc cái được anh em nhá. Máy vẫn báo rung một, tất nhiên là lẻ rồi, mở này, ba trắng lên ba đen này, chồng quân lên chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, máy báo cũng rung rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là tứ tử rồi, tôi không biết đánh tứ tử đen hay tứ tử trắng, đánh 50 triệu vào Senko tứ tử, mở này, tứ tử trắng này anh em này. Qua vài tiếng bạc tôi để ra bát rung để cho anh em nghe và cảm nhận, bởi tôi đúc luôn mọi người chỉ mình biết thôi, cứ khoảng cách từ 2 mét rưỡi hết về là được anh em nhá. Tiếp này, anh em nhìn đây, quân nặng được, thăng long hay villa, quân bài, quân tú đều hết, quân hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa lệ là lẻ rồi, đánh 500 triệu vào lẻ này, mở này, không bạ sai, ba trắng này anh em này. Tiếp này, kỷ niệm cho anh em vài ba thứ bạn. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Máy báo rung 2 rồi, bạc đi rồi, tất nhiên trong bát trong đĩa sấp 2 rồi, đánh cả 1 tỷ sấp 2, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nhá. Anh em lưu nhá, quân nặng được, thăng long hay villa, quân tú, quân bài hết anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em thứ bạc nữa này. Máy báo rung 1 rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ và lẻ này, mở này, không bà sai, ba đèn này anh em này. Bây giờ tôi để ra cái bát để tôi lập quân tiếp để cho anh em cảm nhận được anh em nhá. Ví dụ sấp 2 nó sẽ dùng 2 cái để chinh lịch anh em này, ba đen đây, ba trắng nó đều dùng 1 cái này. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy laser nhận quân viện như nào rồi, anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp.